Cô gái mượn quê, đậu hoa sen mà ở đây vẫn còn, mọi người vẫn còn trồng dưa nha, hoa sen. Bây giờ đi ra ngoài ruộng bằng bằng ruộng nha các bạn ơi, cổ ve lấp lem này, hoa sen quá trời luôn. Bây giờ mình đi ra ngoài ruộng mình mừng ruộng á các bạn, hoa sen quá trời luôn. Nhưng mà ở ngoài này người ta lại không có biết ăn rương sen nha, rương sen nấu chè ăn ngon. Sắp tới ruộng nhà mình rồi. Em Thu Anh kìa, để thấy thấp thoáng bóng xa xa. Đó là chị tớ. Nói đùa chứ mẹ tớ đó. Đang cuốc đất. Thì bóng sang ai. Ơi ruộng nhà mình à. À, chị mẹ đang làm rồi. Chúa mà ơi, mình là cái đứa mà hay điên trộm trái cây mà bây giờ gặp cái trái chi mà không biết là trái đào hay là trái mơ ta. Cái này là trái đào hay gì ta? Hoa đào thì là quả đào à? Mà làm cách kiểu nào mà ăn trộm được của hàng xóm? Ôi giời ơi, nhà hàng xóm nhưng mà làm sao mà nhảy qua được cái này mà hái trời. Mang nước cho chị mẹ. Cái đường này bây giờ nó làm cái chỗ này dễ đi mẹ. Ủa cá này. Ngoài đuôi ở dưới đây cá to này mẹ ơi. Cái lần đầu tiên mình đi cầu này mình sợ muốn chết luôn, tại vì cái này nó để hai cây ha, kênh lên kênh bên đây cây bên đây, bây giờ nó làm cho bằng nhau mà nó lại làm đường thế này, này. Dễ đi mần ruộng thôi các bạn ơi, mần ruộng thôi. Rồi giờ chúng ta xuống cái gì ta, nghịch bùn thôi, tắm bùn thôi. Mà thật sự là không có đĩa chứ mẹ. Ai, bây giờ mình đi kéo bùn nè, mình đi san cái đất bùn cao này, san xuống chỗ trũng nước kìa. Chứ mẹ ba cái giờ mẹ bảo kéo thì giờ con kéo thì biết sao giờ. Sao ai sao giống như bác thức bác phòng nhỉ? Hello, hello, hai bác. Đi làm ruộng à? Đây cháu đang xuống nghịch bùn đây. Thích thế chứ. Nhau hai bác tình cảm quá đấy. Bon bon chứ chiếc xe đạp á. Thảo quá thảo. Mẹ đang xạ ở cái khúc trên. Còn vừa giờ cái khúc ở dưới nữa. Ruộng ở dưới đây thì là em kéo nó kéo sình nè. À kéo bùn. Cào bùn. Kéo cái này nè. Lấy cái cào cào xuống. Bây giờ nước còn ngập nhiều đây nè, giờ cào cào hết trên này ra, còn cái ruộng ở trên là xong rồi, mẹ đang đang xạ, còn ruộng dưới đang cào. Thảo mệt quá. Đây toàn cảnh quê hương em, đồi núi chập trùng đó, ruộng thì có ít chứ không phải là bao la bát ngát, nhưng mà đồi núi thì chập trùng lắm.